nướng hải sản nha. Rất đông ha. Đó, chợ đêm Đà Lạt tối hôm nay cũng rất là. Là sân khấu Đà Lạt Made in Rio. Tiến vào trong chợ. Chào quý vị, bây giờ là 20 giờ ngày 29 tháng 4 là ngày nghỉ lễ thứ ba rồi quý vị. Ngày mai là 30 tháng 4 và ngày mốt là 1 tháng 5 rồi. Nhưng đang hướng xuống phía quảng trường Lâm Viên quý vị. Và dọc hai bên đường là xe cộ đậu từ phía đường Trần Đạo mà cho xuống tới quảng trường Lâm Viên luôn. Vì tối nay ngay quảng trường Lâm Viên chúng ta sẽ có một cái chương trình đại nhạc hội luôn. Đó là Đà Lạt Made in Rio, một trong những chương trình về nhảy. Thu hút rất là nhiều các bạn trẻ cũng như là khán giả tới xem chương trình vào tối ngày hôm nay. Rồi, buffet tự chọn. Thằng nhóc này nó chọn cái gì đây? Cứ là chọn mì thôi đúng không? Cơm đâu? Đồ ăn đâu? Rồi, thằng nhóc này nó sẽ tự chọn luôn nha. Nói chung là tự phục vụ. Rồi, ba lấy cho thêm ít rau nè. Nè, cái rau này để ăn. Phải ăn rau chứ. Ai ăn đây. Giờ nướng hải sản nha. Đây là bạch tuộc nè, tôm sống nè, rồi sò lông nè, bên này là ốc hương nè. Đó, vừa ăn vừa nghe ca nhạc. Còn gà hấp nữa đúng không? Dành nhau. Ba đang quay mẹ mà con. Còn thương nhớ nhau không? Xa nhau thật. Còn nữa mang theo nụ cười. Trước khi đi quay kìa, nhưng đưa cả nhà đi ăn uống xong, làm xong dịch vụ rồi mới đi quay nha. Phía trước mặt chúng ta thấy là xe cộ quá trời quý vị ha. Bây giờ Nhân sẽ tiến xuống phía dưới Hồ Xuân Hương, rồi rẽ qua các cái cung đường khác, rồi sau đó sẽ ghé vào bên trong quảng trường Lâm Viên. Đà Lạt kỳ này lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 du khách ghé tới thành phố Đà Lạt đông lắm quý vị. Khắp nơi đều là người và người. Phía trên quảng trường Lâm Viên thì nhìn từ xa là đông như kiến luôn. Giờ mà kiếm được chỗ đậu đổ xe, gửi xe là cũng là một cái điều hết sức khó khăn. Bên trong quảng trường Lâm Viên trông rất là sôi động. Dọc bên công viên vệ sinh cũng nhiều người buôn bán đồ ăn thức uống để phục vụ cho du khách. Nói chung là đậu đổ xe thì kiếm được chỗ nào là đậu chỗ đó, xe máy thì cứ quăng lung tung thôi quý vị. Vì ở Đà Lạt thì thực ra thì nói về xe máy thì cũng an toàn, không đến nỗi là hay bị mất trộm quý vị. Đây, các bạn trẻ đang hướng về phía quảng trường Lâm Viên để vào xem chương trình ca nhạc. Tối 27 và 28 thì có một cái đại nhạc hội ở phía sân vận động tỉnh Lâm Đồng. Còn tối nay thì ngay quảng trường Lâm Viên.
Wow, phía bên này cũng rất là đông. Ta sẽ vòng qua đường. Một biển người ở trong quảng trường Lâm Viên luôn. Lát nữa thì chúng ta sẽ quay lại phía quảng trường. Bây giờ Nhân sẽ tiến về phía chợ đêm Đà Lạt, dạo những con phố của Đà Lạt vào tối hôm nay. Rất đông vui. Chương trình Đà Lạt Bách Ân Riêu thì sẽ diễn ra vào ngày 29 và 30 tháng 4 nha quý vị. Quy tụ rất là nhiều các cái nhóm nhảy từ nhiều quốc gia khác nhau đến với Đà Lạt. Năm nay là năm thứ hai diễn ra cái chương trình Đà Lạt Bách Ân Riêu ở tại thành phố Đà Lạt. Không biết là ở nơi quý vị thì lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 đợt này đông vui như thế nào. Nhưng mà ở Đà Lạt là quá đông luôn quý vị. Bên trong quảng trường là đông như kiến luôn đó. Các nhóm nhảy thì sẽ được trường thuật ở trên cái màn hình này quý vị. Các bạn nhảy ở trên đó rồi được quay tường thuật lên. Bây giờ là như thế này chứ, lát nữa thì khi mà chương trình xong là coi như là từ trong sân khấu mọi người ùa ra là còn đông kinh khủng nữa. Đâu đâu cũng thấy người và xe. Hôm nay thì những ghé vào các cái khu du lịch đó, thì các cái khu du lịch cũng nghẹt người quý vị. Đông ơi là đông. Mọi người mà ví dụ như là trong thác Đa Tăng La mà muốn chơi máng trượt đó là chúng ta phải xếp hàng dài dài để chơi. Có nhiều người người ta phải xếp hàng cả tiếng, 2 tiếng đồng hồ để được chơi đó quý vị. Và đây là hướng về khu Hòa Bình cũng như là chợ đêm Đà Lạt. Ở đây thì mọi người đang tiến ra phía quảng trường Lâm Viên ha. Đây, từng dòng người tiến ra phía quảng trường Lâm Viên đi bộ. Bên trong công viên Xuân Hương người ta cũng bày bán đồ ăn thức uống luôn. Đà Lạt năm nay thì dự kiến sẽ đón khoảng 200.000 lượt du khách ghé tới thành phố Đà Lạt tham quan và du lịch, nghỉ dưỡng, tránh nóng. Nhưng mà với số lượng người mà những ngày vừa qua Nhân đi thì Nhân thấy là dường như là 200.000 vẫn là con số có thể là đạt được và có thể là sẽ vượt qua quý vị. Bây giờ là đã 20 giờ 15 phút rồi ha.
dù là đã tối rồi, tuy nhiên là dòng xe cộ vẫn còn nhiều, người đi bộ vẫn còn rất nhiều. Ngày hôm nay là cảnh sát giao thông làm việc hết công suất luôn quý vị, hết chỗ này kẹt tới chỗ kia kẹt liên tục. Bây giờ là mọi người đang tiến về phía chợ đêm Đà Lạt. Tối nay thì được phân phối bớt, chợ đêm Đà Lạt cũng sẽ được phân phối bớt về phía quảng trường Lâm Viên. Vì quảng trường Lâm Viên tối nay đã rất là đông rồi quý vị ha. Khoảng mấy chục ngàn người ở trong đó luôn. Cho nên là cũng phân phối bớt, cho nên là đường xá nó sẽ đỡ bớt hơn. Nhưng mà vẫn đông và ùn ứ. Người thì thích đi ra xem ca nhạc, xem các nhóm nhảy. Người thì thích vào chợ đêm Đà Lạt. À đây, chợ đêm Đà Lạt. Rất đông ha. Đó, chợ đêm Đà Lạt tối hôm nay cũng rất là đông. Vì đợt này thì Đà Lạt đã mở lại phố đi bộ từ ngay khu vực chợ đêm cho tới khu Hòa Bình luôn. Cho nên là nếu mà chúng ta đi xe máy thì chúng ta sẽ không có vào được bên trong chợ, mà chúng ta phải gửi xe máy. Ôi, nay đông quá à? Dạ. Ơi. Rất đông vui. Bây giờ Nhân sẽ tiến ra phía quảng trường Lâm Viên nha. Quá trời người, đi đâu cũng thấy người. Dự báo là tối nay chợ đêm sẽ hoạt động rất là khuya vì chương trình Đà Lạt Best Dung Rêu mà xong là coi như là mọi người lại đổ ra chợ đêm để tiếp tục vui chơi. Cho nên là tối nay chợ đêm sẽ hoạt động rất là khuya luôn. Và hiện nay thì có hai khu vực chợ đêm nè quý vị. Một khu vực chợ đêm là ngay hồi nãy chỗ Nhân vừa mới ghé ngang qua, ngay con đường Nguyễn Thị Minh Khai, chợ đêm cũ. Và có một cái khu vực chợ đêm mới là trước vườn hoa thành phố Đà Lạt nữa. Cho nên là chúng ta thích điểm nào thì chúng ta có thể ghé tới để vui chơi. Bên kia đường là xe cộ cũng rất là nhiều quý vị ha. Bây giờ là chiều đi vào đó quý vị. Ban buổi sáng thì chiều đi ra, còn ban đêm là chiều đi vào. Mấy hôm nay là hàng quán ăn uống
bà con tiểu thương kinh doanh buôn bán là coi như là mấy hôm nay rất là ngon luôn. Có nhiều bạn trẻ đi xe máy rất là ẩu. Quanh quanh khu vực này là mọi người đang tìm chỗ để đậu đổ xe để đi vào quảng trường Lâm Viên để chơi, xem ca nhạc. Đà Lạt hôm nay không có mưa và rất là mát, buổi sáng nắng, buổi chiều là ít nắng quý vị, nên rất là mát luôn. Các bạn đang tìm chỗ để đậu đổ xe. Xe nó về luôn đây để nguyên nhóm này đi xe 16 chỗ về luôn. Cái ngày đầu của chúng ta. Rất là đông vui. Ở ngay khu vực này là coi như là cái bãi đổ xe của siêu thị gửi xe máy, là coi như là hết chỗ gửi luôn rồi. Đây, coi như là xuống đây là quăng đại thôi chứ còn không còn chỗ để ở phía dưới. Quảng trường Lâm Viên, rất nhiều bạn đem chó ra đây để chụp ảnh ha. Có nhiều linh vật. Đây một con kinh công rất là to. Con cáo. Đây, phía dưới là sân khấu Đà Lạt Made in Rio. Đang rất là sôi động ha. Quá trời người luôn. Nói là rất đông. Trên sân khấu vài chục ngàn người. Vài chục ngàn người đang tới xem chương trình Đà Lạt Made in Rio. Một sân khấu rất to và hành tráng ở ngay quảng trường Lâm Viên. Hàng ngàn du khách và người dân đã đổ ra ngay quảng trường Lâm Viên để xem chương trình Đà Lạt Made in Rio vào hai đêm tối ngày 29 và tối ngày 30 nha quý vị. Nếu mà quý vị ở Đà Lạt thì có thể ghé tới quảng trường Lâm Viên để chơi vào hai tối đêm này. Ở Đà Lạt thì ban ngày nhiều khi nhiệt độ nóng lên 30-31 độ C. Tuy nhiên cứ chiều khoảng tầm 3-4 giờ thì quay về cái nhiệt độ mát mẻ và ban đêm xuống khoảng đâu đó dưới 20 độ. Một cái nhiệt độ rất lý tưởng quý vị ha. Đà Lạt năm nay thì nóng hơn mọi năm, nóng hơn so với bản thân của thành phố Đà Lạt thưa quý vị, chứ không có nóng hơn so với các tỉnh thành khác. Thì từ Bắc vào Nam, Đà Lạt là một trong những thành phố mà có nhiệt độ khá là ổn định và nhiệt độ lý tưởng nhất. Luôn luôn mát mẻ quý vị. Trong thời điểm này thì ở khắp nơi đều nắng nóng, tuy nhiên Đà Lạt thì rất mát mẻ.
À, rất đông ở quảng trường Lâm Viên, rất đông quý vị ha. À, ngày hôm trước thì có chương trình ở sân vận động tỉnh Lâm Đồng, hôm nay thì ngay quảng trường Lâm Viên. Rất là hoành tráng ha. Quá trời khán giả tới để xem. Một không khí rất là nóng ở trong quảng trường Lâm Viên khi mà mọi người tập hợp tại quảng trường để xem ca nhạc, xem các bạn nhảy thi thố ở trên quảng trường. Đà Lạt kỳ lễ này tổ chức rất là nhiều các cái hoạt động về nghệ thuật, như là ở sân vận động tỉnh Lâm Đồng thì có một lễ hội âm nhạc, rồi ngay quảng trường Lâm Viên thì có một cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế Đà Lạt Best Dance Reel, và song song với đó là các cái sân khấu ca nhạc Lululula hay là Mây Lang Thang, cũng có rất nhiều các cái chương trình ca nhạc khác. Đà Lạt được mệnh danh là thành phố sáng tạo âm nhạc, cho nên đến thành phố Đà Lạt vừa đi du lịch, vừa để trải nghiệm, vừa để nghe nhạc, được hít hà một không khí trong lành, mát lạnh của Đà Lạt. Các cái bãi đỗ xe ở xung quanh quảng trường Lâm Viên, cho tới những con đường ở xung quanh quảng trường Lâm Viên là chật cứng xe cộ luôn vậy ha. Không có chỗ để, cho nên là chúng ta cứ để cứ quăng ra ngoài đường luôn. Và một số đối tượng xấu thì trà trộn vào để trộm xe máy. Và ngày hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2024 thì công an thành phố, công an Đạo Ai đã đón lõng và bắt đối tượng trộm xe máy ở thành phố Đà Lạt và đi theo hướng xuống thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ, và đã bị bắt đó quý vị. Bây giờ đang quay trở lại con đường Trần Quốc Toản phía bên cạnh Hồ Xuân Hương, và bây giờ thì đã khuya đối với thành phố Đà Lạt, vì thành phố Đà Lạt mà thường nếu mà không có du lịch á thì thường khoảng 8:30-9 giờ là ai về nhà nấy rồi. Tuy nhiên bây giờ là đã 9:30 tối rồi, 21:30 rồi, nhưng mà đường phố vẫn còn rất đông và nhộn nhịp du khách qua lại. Dòng người, dòng xe cộ vẫn còn rất là đông, dù là đã khuya rồi ha. Hiện nay khi mà thành phố Đà Lạt mở lại phố đi bộ từ ngay chợ Đà Lạt cho lên tới khu Hòa Bình, mọi người đi bộ trong khu vực đó cảm thấy an toàn hơn, cảm thấy thoải mái hơn khi không có những tiếng còi xe, không có những tiếng động cơ làm cho chúng ta giật mình. Dâu tây dâu lắc. Kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày cho nên là chúng ta đi chơi cũng thoải mái ha, không bị gấp rút về thời gian. Ở Đà Lạt dù đông vui, dù có chen lấn, tuy nhiên thì trên gương mặt du khách vẫn luôn nở nụ cười, vì cái thời tiết ở Đà Lạt nó khá là tốt quý vị. Khi mà chúng ta từ một cái nơi mà khí hậu nóng bức và bức bối, chúng ta đi du lịch thì chúng ta thứ nhất là đi du lịch chúng ta phải vui, thứ hai nữa là cái khí hậu khá là tốt, lạnh
vào ban đêm. Nhiệt độ bây giờ tầm khoảng 20 độ C, cho nên là làm cho con người trở nên mát mẻ và nhẹ nhàng. Khi mà cái thời tiết nó cũng ảnh hưởng tới tính cách con người chúng ta. Khi mà thời tiết ở Đà Lạt nó se se lạnh, khi một cái chuyện gì nó xảy ra thì con người người ta cũng xử lý một cách nhẹ nhàng hơn, nó không có bốc đồng. Tuy nhiên mà thời tiết mà oi bức, nóng nực, bực bội thì một cái chuyện gì xảy ra thì làm con người ta nó dễ nóng, dễ bực hơn. Quý vị có đồng quan điểm với Nhân về cái chuyện đó không? Dù đã khuya rồi nhưng mà bây giờ vẫn còn đông quý vị ha. Một lát nữa thôi thì ngoài sân khấu Đà Lạt Bethlehem Rio mà xong thì nguyên cái sân khấu đó mà đổ ra thì không biết đông cỡ nào. Ngồi dọc dọc quanh bờ hồ, ngồi chơi hóng mát, nhìn ngắm hồ Xuân Hương. Một khung cảnh rất đông vui. Dọc dọc hồ Xuân Hương kỳ này người ta bán quá trời ha, đầy đủ các cái món ăn. Những món ăn quen thuộc, dân dã, bắp nướng, khoai lang nướng, trứng nướng, bánh tráng nướng, sẵn sàng phục vụ cho du khách. Sữa đậu nành. Tiến vào trong chợ, rất đông luôn ha. Nhưng nghĩ là 200.000 du khách thì đạt được chứ không khó khăn gì quý vị với lượng người như thế này. Hôm nay tới các cái khu du lịch, khu nào cũng đông quý vị. Quán ăn nào cũng chật kín người. Bình thường các cái quán ăn vắng ơi là vắng, nhưng mà hôm nay là quán nào cũng đông. Camber Đà Lạt Street, Đà Lạt Street nhân là cà. Chúng ta cùng đi nhìn ngắm khu vực chợ đêm một lát rồi chúng ta về nghỉ ha. Tối nay cũng giống như tối hôm qua ha, cũng còn rất là đông. Và còn thêm tối mai nữa. Thì bắt đầu sáng mốt là bắt đầu là du khách sẽ rút khỏi Đà Lạt, chào tạm biệt Đà Lạt để đi về nơi mình làm việc, nơi mình sinh sống. Và hẹn gặp lại trong kỳ lễ sau hoặc là hè quý vị. Nhiều người là bây giờ đi du lịch cũng đơn giản thì thích là coi như là lên xe là sáng mai là tới Đà Lạt rồi.
Năm nay có nhiều tỉnh, nhiều thành phố du lịch đã không có lượng khách đông như kỳ vọng. Tuy nhiên là thành phố Đà Lạt thì Nhân nghĩ là đã vượt kỳ vọng, vượt mong đợi luôn. Rất đông và vui vì ha, khi mà thành phố Đà Lạt đã có một cái lượng du khách đông như này trong những ngày vừa qua thì Nhân cũng cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là tự hào với thành phố du lịch, thành phố Đà Lạt. Và Đà Lạt thì cũng đã đón được rất là nhiều những cái cơn mưa rồi. Và khi mà Nhân quay những cái video về mưa thì rất là nhiều bạn ở các tỉnh thành khác, nhiều khán giả ở các tỉnh thành khác cũng comment là nơi quý vị chưa có mưa và muốn ship một ít mưa về các tỉnh thành đó. Nếu mà Nhân mà có thể ship được thì Nhân cũng sẽ ship những cơn mưa xuống cho quý vị để cho chúng ta cùng có mưa cùng mát mẻ quý vị ha, làm cho không khí trở nên sạch sẽ hơn. Bên trong này là cửa hàng Lan Farm. Gần 10 giờ đêm rồi nhưng mà vẫn còn đông vui nhộn nhịp. Sáng mai là về nghỉ, là sáng mai là mọi người lại tiếp tục đến các cái khu du lịch để tiếp tục tham quan. Ngày nay thì các cái khu du lịch như là Mongoland, Hoa Trong Rừng, Puppy Farm, Fred Garden, Đa Tăng La hay Thung Lũng Tình Yêu đều đông nghẹt khách quý vị. Đợt này do không khí cũng mát mẻ và lạnh ở mức độ vừa phải, cho nên là các cái cửa hàng thời trang thì người ta cũng không có bán được nhiều áo quần. Chỉ còn mà mùa lạnh thì người ta bán được rất là nhiều quý vị. Khi mà lạnh thì ai cũng có nhu cầu khoác cho mình những chiếc áo, áo len, áo dạ, áo lông, hoặc là những chiếc mũ len để giữ ấm đầu. Tuy nhiên thì thời tiết này là cũng không đến nỗi là lạnh lắm, cho nên là các cái mặt hàng thời trang cũng bán ít có chạy. Tên là Văn Tùy Nhớ, còn một tí nó là Các Thư Văn. Và đây là Các Thư Văn. Như thế này, chúng tôi là trong ba năm ta, với số là Các Thư Văn, một số điều trong đó là Các Thư Văn. Bây giờ Nhân sẽ tiến ra phía bùng binh nước, rồi sau đó sẽ hướng về lại
đập cầu ông Đạo để đi về quý vị. Wow. Chúng ta cùng nhìn ngắm lại khu vực chợ đêm Đà Lạt. Đông quá quý vị ha. Như vậy là hôm nay Nhân đã gửi tới quý vị những cái hình ảnh của thành phố Đà Lạt vào đêm 29 trong kỳ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày. Và Nhân cũng đã đi một số con đường tuyến phố ở ngay trung tâm vào tối ngày hôm nay. Và đặc biệt là ngay khu vực quảng trường Lâm Viên là rất đông, đông nghẹt người luôn. Đông quý vị ha, mọi ngã đường đều toàn người là người, từ quảng trường Lâm Viên cho tới chợ Đà Lạt cho tới khu Hòa Bình. Ban đêm nay cũng đều rất là đông. Có lẽ là khoảng tầm trưa mai hoặc là chiều mai là mọi người cũng sẽ bắt đầu rút dần, vì kỳ nghỉ lễ dài ngày cho nên nhiều người sẽ đi 2 ngày cho tới 3 ngày thôi, thì người ta cũng sẽ rút lần về. Chứ tại 1 tháng 5 mà rút một lần thì sẽ có nhiều khu vực sẽ bị kẹt xe quý vị ha. Đặc biệt là khi mà đi xuống khu vực miền Đông, miền Tây Nam Bộ đi hướng xuống Sài Gòn. Nếu mà đi cùng lúc sẽ dẫn tới kẹt xe. Và bây giờ thì Nhân cũng xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt nha quý vị. Bây giờ chị này làm xong lúc nào mình mới lấy được. Làm thêm một cái không hành nữa. Lấy được. Ừ.